kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới của đài phát thanh truyền hình đồng nai Thưa quý vị, theo luật được ký ban hành hôm qua, Nga sẽ giảm hoặc loại bỏ thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sang các quốc gia mà nước này xem là thân thiện. Danh sách các quốc gia thân thiện của Nga có 25 nước, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, út Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan và Belarus. Luật sẽ giảm thuế xuất khẩu với các chuyến hàng đến các nước thân thiện trong 6 tháng, đồng thời có thể giảm hoặc bỏ thuế xuất khẩu đối với một số sản phẩm nhất định trong thời gian không quá một năm. Dự luật ưu đại thuế nói trên được đề xuất vào tháng 8, được chính phủ Nga xem là biện pháp khuyến khích xuất khẩu ngũ cốc, phân bón và nguyên liệu thu. Các biện pháp này cũng hỗ trợ sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Nga vốn đang phải đối mặt với những hạn chế từ bên ngoài, khiến chi phí vận chuyển và giá các mặt hàng xuất khẩu tăng. Philippines hôm qua phê duyệt gia hạn chính sách giảm thuế nhập khẩu gạo và các mặt hàng thực phẩm khác nhằm giữ giá ổn định trong bối cảnh lạm phát tăng. Theo chính sách mới, thuế nhập khẩu đối với gạo sẽ duy trì ở mức 35%, trong khi thuế nhập khẩu đối với ngô và thịt lợn sẽ duy trì lần lượt ở các mức 5% đến 15% và 15 đến 20%. Chính phủ Philippines cho biết việc gia hạn thuế nhập khẩu nhằm đảm bảo giá gạo, ngô và các sản phẩm thịt ở mức phải chăng trước những tác động của thời tiết vào đầu năm tới và mối đe dọa của dịch tả heo châu Phi. Tỷ giá thực phẩm được sửa đổi đầu tiên vào năm 2021 và đã được gia hạn trong năm nay do lạm phát cao với mức trung bình lên đến 6,2% trong 11 tháng, nằm ngoài mục tiêu 2% đến 4% của Ngân hàng Trung ương Philippines. Daihatsu, công ty con của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota Motor, sẽ bồi thường cho 423 nhà cung cấp trong nước vì tạm ngừng hoạt động do bê bối dữ liệu. Daihatsu đã tạm dừng sản xuất tại Nhật Bản cho đến cuối tháng 1 2024. Công ty sẽ xem xét bồi thường cho các nhà cung cấp dựa trên cấp độ hợp tác và đang nỗ lực đánh giá tác động của việc ngừng hoạt động đối với mạng lưới nhà cung cấp rộng lớn của mình. Từ giữa tuần trước, Daihatsu đã thông báo sẽ tạm dừng vận chuyển tất cả các mẫu xe của hãng sau khi một cuộc điều tra phát hiện ra các vấn đề liên quan đến 64 mẫu xe, trong đó có gần 20 mẫu xe được bán dưới thương hiệu Toyota. Daihatsu sẽ làm việc với các nhà cung cấp chính của hãng để giải quyết hậu quả từ vụ bê bối hoạt động ở nước ngoài của Daihatsu tập trung chủ yếu tại Đông Nam Á. Hãng đã nối lại hoạt động của hai nhà máy ở Malaysia và Indonesia. Công ty công nghiệp nặng Samsung Heavy Industry thuộc tập đoàn Samsung hôm nay thông báo đã ngừng hợp tác với nhà máy đóng tàu Veda của Nga. Thông báo của Samsung Heavy Industries cho biết công ty đã ngừng chế tạo tàu, tàu chở khí đốt và thiết bị cho 10 trong số 15 hàng vận chuyển khí thiên nhiên hóa lỏng LNG ở Bắc Cực đã ký hợp đồng với Zvezda. Hiện Samsung Heavy Industries đã giao thiết bị cho 5 chiếc tàu mà Zvezda đang đóng sau khi nhận được sự chấp thuận của chính phủ Hàn Quốc việc sản xuất thiết bị cho 10 tàu còn lại tạm ngưng như hợp đồng giữa Samsung và Zvezda chưa bị hủy. Nga hy vọng xuất khẩu LNG sẽ bù đắp cho sự sụt giảm mạnh trong xuất khẩu khí đốt qua châu Âu, nhưng việc thiếu tàu chở LNG và các lệnh trừng phạt đã gây khó khăn cho kế hoạch trên. Chi tiêu cho dịp Giáng sinh bao gồm chi phí về cây thông, đồ trang trí và quà tặng. Vậy quốc gia nào chi tiêu nhiều nhất cho dịp Giáng sinh? Thị trường Giáng sinh đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về đồ trang trí và các mặt hàng liên quan. Năm ngoái, Mỹ là nước nhập khẩu hàng đầu các mặt hàng Giáng sinh, trị giá hơn 3,5 tỷ euro. Anh và Hà Lan cũng là những người mua lớn, chi lần lượt là 328 triệu euro và 226 triệu euro. Năm ngoái, Hà Lan vươn lên trở thành nhà cung cấp quan trọng trên toàn cầu, đảm bảo vị trí thứ hai, chỉ đứng sau Trung Quốc với xuất khẩu đồ trang trí Giáng sinh, trị giá 228 triệu euro. Bất chấp thách thức kinh tế, Anh được dự báo sẽ dẫn đầu về chi tiêu Giáng sinh ở châu Âu năm nay dự báo cho thấy doanh số bán lẻ đạt gần 100 tỷ euro, tiếp theo là Đức 85 tỷ euro. Mặt khác, Mỹ dự kiến sẽ chi một khoản khiêm tốn 11,5 tỷ euro. Chỉ riêng ngành công nghiệp cây thông Giáng sinh ở Liên minh châu Âu giá trị 1,5 tỷ euro, sản lượng chủ yếu do Đức dẫn đầu chiếm 25% thị phần. Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc hôm qua công bố dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ ở nước này đã tăng trong tháng 11 nhờ các sự kiện mua sắm lớn. Theo dữ liệu do bộ trên, doanh số bán hàng của 25 nhà bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến lớn tại Hàn Quốc đạt 16.000 tỷ won, tương đương khoảng 12,37 tỷ đô la Mỹ vào tháng 11, tăng 8,7% so với 14,7 ngàn tỷ won được ghi nhận trong cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ ngoại tuyến tăng 4,5% so với cùng kỳ, lên 7,39 ngàn tỷ won trong tháng 11. Mức tăng này là nhờ sự kiện mua sắm Korea Sale Festa diễn ra từ ngày 10 đến 30 tháng 11. Do số bán hàng trên các nền tảng trực tuyến tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 8,57 000 tỷ quân. Các nền tảng trực tuyến chiếm 53,7% tổng doanh số bán hàng trong tháng 11, tăng so với mức 51,8% của cùng kỳ năm trước. sáng nay một số sàn chứng khoán châu á giao dịch lại sau kỳ nghỉ lễ trong bối cảnh lạm phát ở mỹ hạ nhiệt củng cố quan điểm rằng cục dự trữ liên bang fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất Cụ thể, chỉ số DK225 của thị trường Tokyo tăng lên 0,3% lên 33.254,03 điểm và chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng thêm 0,14% lên 2.918,81 điểm. Giao dịch vẫn còn thư thớt sau lễ Giáng sinh khi một số thị trường bao gồm cả các thị trường ở Úc, New Zealand và Hồng Kông đóng cửa nghỉ lễ Boxing Day. Riêng với Nhật Bản, triển vọng ngân hàng trung ương nước này BOJ chấm dứt chính sách tiền tệ nới lỏng đã giúp nâng giá đồng yên những tuần gần đây thống đốc BOJ Kazuo Ueda cho biết khả năng đạt được mục tiêu lạm phát của ngân hàng trung ương đang tăng dần và các nhà hoạch định chính sách sẽ xem xét thay đổi chính sách nếu triển vọng đạt được mục tiêu 2% bền vững. Các nhà đầu tư vẫn đang xem xét dữ liệu được công bố cuối tuần trước cho thấy giá cả ở Mỹ đã giảm trong tháng 11 lần đầu tiên sau hơn 3 năm rưỡi, nhấn mạnh độ bền của nền kinh tế. Tim Risky, chiến lược gia danh mục đầu tư cấp cao Iskorn Schneider, nhận định các báo cáo rất ôn hòa, số liệu tổng thể cho thấy tình trạng giảm phát trong tháng rất tích cực và có lẽ là một bước tiến đến việc hạ lãi suất nền kinh tế rất mạnh. Chứng khoán Mỹ đóng cửa từ thứ sáu tuần trước khi các nhà đầu tư bước vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh vào cuối tuần. Một loạt dữ liệu được công bố vào ngày giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, đáng chú ý là báo cáo chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy lạm phát tiếp tục giảm xuống mức mục tiêu trung bình hàng năm 2% của cục dự trữ liên bang Fed. Michael String, chiến lược gia trưởng tại Simplify Asset Management, nêu ý kiến. Câu hỏi quan trọng là liệu có thiệt hại kinh tế kéo dài từ việc tăng lãi suất mà chúng ta đã thực hiện hay không. Ngược lại, nếu phép cắt giảm lãi suất quá sớm, thì có nguy cơ khơi dậy các lực lạm phát trong nền kinh tế. Các nhà đầu tư chứng khoán đã vui mừng với những dấu hiệu gần đây từ Fed về triển vọng lãi suất khi kết thúc cuộc họp chính sách hôm 13 tháng 12, Fed ra tín hiệu rằng họ đã đi đến cuối chu kỳ thắt chặt và mở ra cơ hội cắt giảm lãi suất trong năm tới các nhà phân tích của City lưu ý trong một ghi chú rằng cục dự trữ liên bang đã mạnh mẽ thay đổi cách nói của mình để tạo ra sự nới lỏng đáng kể các điều kiện tài chính Chính phủ Uganda đang xem xét luật cấm bán quần áo đã qua sử dụng, quần áo cũ bị người châu Âu và Mỹ bỏ đi thường được lái buôn mua lại và sau đó chuyển đến các nước châu Phi. Đó là công việc kinh doanh trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Bất chấp điều này, chính quyền của tổng thống Yoweri Museveni muốn cấm nhập khẩu quần áo cũ để thúc đẩy sự phát triển của ngành dệt may địa phương. Đây là Uguino chợ lớn nhất ở thủ đô Kampala của Uganda, nơi dành cho bất kỳ nhà du dịch hoặc nhà cung cấp nào muốn kinh doanh. Có thể tìm thấy bất cứ thứ gì ở đây, kể cả quần áo cũ. Mỗi ngày, hàng trăm khách hàng chen chúc qua các con hẻm để tìm món hời. Anh Samuel Ruthebrana, một tiểu thương ở chợ cho biết: "Hầu hết quần áo cũ ở đây đều có chất lượng tốt so với những sản phẩm mới bán trong cửa hàng. Đó là lý do tại sao chúng tôi thích chọn hàng này hơn." Mỗi năm, hàng triệu quần áo cũ được chuyển từ các thùng nguyên cấp ở Mỹ và châu Âu đến Đông Phi nhưng lệnh cấm bán quần áo đã qua sử dụng của chính phủ có thể đe dọa phục vụ đường dây cứu sinh quan trọng này cho hàng chục ngàn nhà cung cấp. Chị P. Maslai, một tiểu thương khác, chia sẻ, Nếu họ đến và cấm đoán chúng tôi, trước hết là chúng tôi sẽ mất việc để duy trì việc nuôi sống gia đình mình. Đúng là sẽ rất khó khăn. Đông Phi nhập khẩu khoảng 1 8 quần áo đã qua sử dụng trên thế giới, cung cấp việc làm cho khoảng 355.000 người, nhưng gây tổn hại cho ngành dịch may địa phương. Ông David Bahati, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Hợp tác giải thích chúng tôi có bông chúng tôi có thể sản xuất tất cả những thứ mà chúng tôi đang nói đến ở thị trường đồ cũ tại uganda và chúng tôi có các công ty đã bắt đầu sản xuất nếu các anh đến khu công nghiệp có thể thấy các công ty chuẩn bị cho ra các mặt hàng có thể thay thế những thứ này thay vì quần áo cũ đã qua sử dụng dùng được trong một thời gian rất ngắn Cựu tổng thống Kakuta Museveni từng cố gắng cấm buôn bán quần áo đã qua sử dụng với sự hỗ trợ của khối cộng đồng khu vực Đông Phi bao gồm Burundi, Congo, Kenya, Rwanda, Nam Sudan, Tanzania và Uganda. Tuy nhiên liên minh này đã rạn nứt trước nguy cơ mất quyền tiếp cận miễn thuế vào thị trường Mỹ. Cuối cùng Uganda quyết định hành động một mình. Cuộc chiến chống quần áo cũ đã trở lại Uganda và lệnh cấm có thể được thực hiện sớm nhất vào tháng 1 năm 2024 quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin từ điểm kinh tế thế giới của đài phát thanh trường hình đồng nai xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại